đã qua giờ ăn rồi. Tề mặc cất giọng lạnh lùng, điều chỉnh tư thế nằm ôm chặt ly tâm vào lòng, ly tâm bất mãn càng dẫy rụa mạnh, bị tề mặc cảnh cáo, đừng động đậy. Hắn khóa người ly tâm trong đôi cánh tay cứng như thép của hắn, ly tâm phản kháng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng như vẫn vô hiệu, cô lại càng cảm thấy đói hơn thấy tề mặc nhắm mắt như không có chuyện gì xảy ra, ly tâm than thầm trong lòng, số cô đen đuổi gặp phải tên ma vương này, đến cơm cũng không cho ăn. Không, tề mặc không phải là ma vương mà là châu vát bì, kẻ bóc lột sức lao động nhân dân còn không cho ăn uống tử tế. P.S. Châu vát bì là địa chủ ác bá trong tác phẩm Nửa đêm gà gáy của nhà văn Cao Ngọc Bảo, một nhân vật phản diện điển hình, ly tâm dần thiếp đi trong cơn đói bụng lúc tỉnh lại ly tâm cảm thấy toàn thân hơi lạnh người nằm bên cạnh đã mất dạng ly tâm liền ngồi dậy bên ngoài trời vẫn còn tối tề mặc đã không thấy bóng dáng từ lâu kể từ khi gặp tề mặc đây là lần đầu tiên hắn bỏ đi trong lúc cô vẫn đang yên giấc thấy khay đồ ăn vẫn còn nóng hổi đặt ở bên cạnh giường ly tâm bất giác nhíu mày đây là gì vậy sáng sớm hôm sau ly tâm vừa ra khỏi phòng gặp treo wen vừa vặn đi tới anh ta nở nụ cười rạng rỡ cô gái xinh đẹp tỉnh rồi à mới sáng sớm đã gặp mỹ nam tuy ly tâm không phải sắc nữ nhưng người đẹp ai chẳng thích cô liền gật đầu với treo wen lẽ nào anh không nhìn ra sao treo wen mỉm cười giơ tay làm động tác mời ly tâm bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi mời người đẹp tôi tên là ly tâm ly tâm không thích treo wen gọi cô là cô gái xinh đẹp thấy ly tâm đi thẳng về phía nhà ăn mà không để ý đến mình treo wen hơi nhếch mép rất hiếm có người phụ nữ không động lòng trước diện mạo của anh ta tề lão đại đi đâu rồi nhìn bát tổ yến trước mặt ly tâm nhan nhó hỏi treo wen treo wen cười cười hôm qua cô cũng có mặt còn gì Lẽ nào cuộc nói chuyện của bọn họ còn không rõ ràng sao? Câu trả lời của Chewen nằm trong định liệu cũng nằm ngoài dự tính của Ly Tâm. Ly Tâm biết đám tề mặc đi tìm lô vũ khí bị đánh cháo. Nhưng cô thấy lạ là tề mặc không đưa cô đi theo, Si không phải là người đơn giản. Vụ này tương đối nguy hiểm. Cô mới bị thương cách đây không lâu, ở lại đây sẽ tốt hơn. Ly Tâm, mấy ngày này tôi sẽ làm sứ giả hộ giá của cô. Cô muốn đi đâu hãy nói cho tôi biết, nhìn vẻ mặt thoải mái của Cheo Wen, Ly Tâm nửa vực nửa ngờ, ý của anh là mấy ngày này tề lão đại không ở đây, tôi cũng không cần đi theo anh ta, thấy bộ dạng nghiêm túc của Ly Tâm, Cheo Wen cười cười gật đầu, tất nhiên, cô được tự do mấy trong mấy ngày, tốt quá, tôi muốn đi thăm Hắc Lao. Ly Tâm lập tức đưa ra đề xuất, treo quen nhìn Ly Tâm bằng ánh. Mắt khó hiểu, cô đi hắc lao làm gì? Nơi đó có gì đáng xem chứ? Hắc Lao là trại tập trung của mafia, anh hãy nói cho tôi biết, anh có đưa tôi đi hay không, ly tâm cau mày. Tề mặc nắm được điểm yếu của cô nên cô buộc phải nghe lời hắn. Người khác còn lâu ly tâm mới nể mặt, không đưa thấy thái độ của ly tâm có vẻ kiên quyết treo wen lập tức đáp lời trại tập trung nằm ở tận châu phi đang yên đang lành tự nhiên đến đó làm gì hơn nữa bây giờ anh ta còn có việc quan trọng cần giải quyết ly tâm nhíu mày ok thế còn nơi nào không được phép đi anh nói rõ một lần cho tôi biết cô không ăn sáng hả tôi nhớ có người nửa đêm nửa hôm còn kêu nhà bếp đi làm đồ ăn đấy Treo Wen nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt mờ ám, Ly Tâm lườm Treo Wen. Con người này nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng phát hiện ra anh ta là lão đại. Lão đại gì mà nhiều chuyện thế không biết. Tề mặc vẫn tốt hơn, chỉ nói những lời cần thiết. Ly Tâm liền đứng dậy, anh không phải là tề mặc, anh không quản nổi tôi. Vừa nói, cô vừa đi ra ngoài, bên ngoài đỗ một chiếc xe Ferrari mui trần màu bạc, loại xe Ly Tâm thích nhất. Thấy Cheo Wen ngồi ở ghế lái, Ly Tâm không nói một lời, mở cửa xe đẩy anh ta sang ghế phụ. Sau đó, cô ngồi vào vị trí lái xe, nhấn ga. Chiếc Ferrari lao vụt đi như một cơn gió, kỹ thuật không tồi. Cheo Wen huyết sáo tán thưởng khi nhìn xuống đồng hồ tốc độ chỉ đến con số 200. Mái tóc dài của Ly Tâm bay bay trong gió trông rất cuốn hút. Vậy sao? Ly Tâm vừa hỏi vừa đạp mạnh chân, chiếc xe tiếp tục tăng tốc vượt qua những xe ô tô khác đang lao nhanh trên đường. Sự xuất hiện của chiếc Ferrari gây hứng thú cho những người lái xe. Họ cũng tăng tốc độ rượt đuổi xe của Ly Tâm, muốn đua với tôi hả? Ly Tâm phóng xe với tốc độ cao nhất. Trên đường cao tốc diễn ra cuộc đua xe gay cấn. Ly Tâm lượn xe như cá bơi lội cô linh hoạt lạng bên này lách bên kia để lại đằng sau tiếng mắng chửi và tiếng phanh gấp xe nhìn mấy chiếc xe đuổi theo đằng sau bị bỏ lại một quãng xa ly tâm hưng phấn đập mạnh nắm đấm vào còi xe và hét lớn quá đã bị tề mặc đàn áp một thời gian dài cuối cùng ly tâm mới có dịp xả hơi cô đột nhiên cảm thấy trời cao đất rộng tất cả đều hoàn hảo tuyệt tuyệt quá Chewen nãy giờ ngồi im lặng thưởng thức trò đua xe cất giọng thán thưởng ly tâm. Gương mặt anh ta lộ vẻ hưng phấn không kém. Kỹ thuật lái xe của cô gái bên cạnh thật đáng khâm phục, quá khen. Ly tâm phanh gấp xe rồi rời khỏi đường cao tốc, lái xe xuống một con đường nhỏ. Thấy ly tâm không hề tỏ ra do dự, treo bất giác nhíu mày, xem ra cô chẳng cần tôi làm hướng dẫn hình như cô còn thông thuộc nơi này hơn cả tôi tất nhiên rồi sống ở nơi này mười mấy năm ly tâm tuy chủ yếu bỏ thời gian vào việc tập luyện nhưng cô tìm hiểu không ít về thành phố này ly tâm rẽ trái rẽ phải vài lượt rồi đi về một bên phố và đỗ xe quen thuộc đến mức như cô đang trên đường về nhà treo wen thấy vậy không nói một lời chỉ tươi cười đi theo ly tâm ly tâm dừng lại ở một quán bày bán quần áo rẻ tiền Cô mua một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình 32 đồng, trên in hình đầu lâu đáng sợ. Ly Tâm còn chọn một chiếc quần jean có giá 50 đồng trên trang trí đầy dây xích hầm hố và một đôi giày rách giá 18 đồng, chứng kiến bộ dạng của Ly Tâm sau khi thay đồ, treo Wen cười không nổi mà khóc cũng không xong. Treo Wen từ đầu đến chân toàn đồ hiệu, đứng bên cạnh Ly Tâm với phong cách thời trang cái bang tạo thành hình ảnh tương phản đặc biệt. Đây chính là phong cách của cô. Nhìn cách ăn mặc khác người của ly tâm, treo quen bất giác sờ chán, mặc đồ tầm thường vẫn tốt hơn. Tại sao tôi không hiểu điều này sớm hơn chứ? Ly Tâm không tỏ ra tức giận trước ánh mắt đánh giá của Cheo Wen, nếu cô ăn diện đồ tầm thường ngay từ đầu, đừng chơi hàng hiệu hay dùng loại nước hoa có mùi ánh mặt trời đặc biệt gì đó, cô sẽ không bị dính đến tên ma vương tể mặc con người đừng nên tỏ ra đặc biệt thì hơn đáng tiếc là cô hiểu đạo lý này quá muộn ly tâm than thầm trong lòng không để ý đến treo wen cứ thế đi về phía trước treo wen nhìn ly tâm bằng ánh mắt đầy hứng thú người phụ nữ này rất thu hút dù cô hình như không nhận ra điều đó khoác lên người bộ đồ hầm hố từ cô toát ra vẻ tự nhiên tùy ý mang lại cảm giác dù cô mặc đồ sang trọng hay rách dưới bản thân cô cũng không hề bị ảnh hưởng đây là lần đầu tiên treo wen gặp người như ly tâm đáng tiếc cô là người phụ nữ bị tề mặc để ý nên anh ta chỉ có thể ngắm nhìn từ xa ly tâm đi dạo một vòng treo wen cất bước theo cô hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ không hề để ý đến ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh ly tâm vốn là người thích làm theo ý mình không bao giờ bận tâm người khác nghĩ thế nào về cô còn treo wen sinh ra đã ngồi ở vị trí trên cao miễn dịch với ánh mắt của người đời từ lâu vì vậy hai người với hai phong cách trái ngược nhau cùng sánh bước trên đường phố thu hút mọi sự chú ý của người qua lại ha ha tôi còn tưởng là ai hóa ra là con trai yêu quý của tôi treo wen đây là sở thích của anh sao con bé tầm thường thế này cũng lọt vào mắt anh ly tâm và treo wen đang thong dong dạo phố một chiếc xe con phanh gấp bên cạnh họ một người phụ nữ cao quý xuống xe vừa cất giọng lạnh lùng với Chewen, vừa nhìn ly tâm bằng ánh mắt miệt thị, Chewen lập tức dừng lại, mỉm cười với Fayushi, tôi còn tưởng là người đàn bà vô giáo dục nào dám tùy tiện đánh giá người khác. Không ngờ đó lại là mẫu thân đại nhân yêu quý của tôi. Không biết mẫu thân đại nhân trở thành người nhiều chuyện từ lúc nào, Fayushi vẫn nở nụ cười tao nhã, nhưng ánh mắt bà ta lộ vẻ chán ghét. Bà ta chậm rãi mở miệng, "Vậy sao? Có lẽ do lo lắng đến tiền đồ của anh quá nên tôi mới trở nên lắm lời." Che Wen bật cười ha hả, "Mẫu thân đại nhân cũng thừa nhận bản thân già rồi hay sao?" Nếu đã vậy mẫu thân cần gì phải xông pha nữa, chi bằng lui về nghỉ ngơi đi, chứng kiến cảnh mẹ con Feiyushi và che Wen tuy bề ngoài tỏ vẻ thân thiện nhưng lời nói đầy mùi thuốc súng, ly tâm đứng dựa vào cửa sổ kính, nhàn nhã xem màn kịch hay, con trai thân yêu của tôi, nghe nói lần này anh lại gặp phiền phức. Không biết có cần đến sự giúp đỡ của bà mẹ này hay không? mỉm cười nhìn treo wen vờ như không nghe thấy câu nói đầy khiêu khích của anh ta treo wen thong thả đáp lời phiền phức ư sao tôi không biết tôi gặp phiền phức gì nhỉ mẫu thân đại nhân nghe ai nói vậy tôi còn không biết bà đã biết chuyện này là thật đấy vừa chứng kiến cảnh mẹ con treo wen công kích nhau ly tâm vừa liếc qua chiếc xe màu đen đỗ ở bên cạnh chiếc xe sang trọng đã được cải tạo lại, lớp cửa kính chống đạn khá dày, lốp xe đặc chế. Đúng là xe của gia tộc Hác Đạo nổi tiếng có khác, trang bị toàn đồ tốt, thông qua cửa xe đang mở ở đằng sau Fay UC, Ly Tâm thấy một người đàn ông mặc complete màu trắng ngà ngồi trong xe. Mặc dù Ly Tâm không nhìn rõ nửa thân trên của người đàn ông, nhưng chỉ qua hình dạng cũng có thể khẳng định đó là nam giới người này gõ gõ ngón tay dài lên đùi, động tác chậm rãi rất có khí chất, ly tâm cảm thấy hiếu kỳ, cô từ từ dịch người về phía Fei Si. Có con trai lớn như treo Wen nhưng Fei Si trông vẫn rất trẻ trung, có thể nói bà ta biết giữ sắc đẹp. Người ngồi trong xe chắc là đồng bọn của bà ta, phải xem là ai mới được, ly tâm càng đến gần, người ngồi trong xe càng lộ rõ ly tâm đã nhìn thấy cổ đối phương cô mím môi định bước thêm một bước nữa đúng lúc này không biết ở đâu ra mấy người đàn ông trông có vẻ giống lưu manh chạy thục mạng như bị chó đuổi về phía trước ly tâm vừa giơ chân một tên đang chạy đâm sầm vào cô ly tâm vốn tập trung tinh thần vào người đàn ông ở trong xe căn bản không để ý đến xung quanh bị một tên lưu manh đụng chúng cô mất thăng thẳng ngã xuống đất treo wen đứng bên cạnh phản ứng nhanh giơ tay ra đỡ ai ngờ chưa kịp túm lấy ly tâm anh ta liền rụt tay lại ly tâm ngồi phịch xuống đất trong tay cô có một miếng vải lụa anh làm gì vậy ly tâm tức giận khi thấy treo wen không biết bị đứt sợi dây thần kinh nào đột nhiên rút tay lại để mặc cô bị ngã treo wen mỉm cười nhìn ly tâm không phải anh ta không muốn giúp cô mà anh ta biết tính tề mặc tề mặc rất nóng tính và đáng sợ khó khăn lắm hắn mới tiếp xúc đàn bà nếu hắn biết anh ta động đến ly tâm hắn sẽ lột ra anh ta mất chơi với tề mặc bao năm treo wen khá hiểu tề mặc tình huống vừa rồi để ly tâm ngã là quyết định sáng suốt nhất tề mặc sẽ không vì chuyện còn con này tìm đến anh ta con bé đáng chết Cô muốn chết phải không? Fei UC giận dữ nhìn Ly Tâm còn chưa kịp đứng dậy, Ly Tâm tập luyện bao nhiêu năm nên cô có phản ứng rất nhanh. Sau khi bị mất thăng bằng, Ly Tâm liền giơ tay túm lấy người đứng gần cô nhất là Fei si. Tuy nhiên do cánh tay không đủ dài, cô chỉ bắt đúng váy của Fei UC, khiến váy lụa của bà ta bị xé mất một mảnh, Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Fei si, váy bà ta bị rách để lộ một khoảng đùi ly tâm không quên đưa mắt về mục tiêu của cô ở trong xe ô tô ngồi dưới đất ly tâm vừa vặn nhìn rõ gương mặt của người đàn ông trong xe thấy bộ dạng thảm thương của ly tâm người đàn ông mỉm cười và gật đầu với cô người đàn ông trong xe đẹp trai đến mức khiến ai nhìn anh ta cũng khó có thể rời mắt ly tâm nhíu mày định đứng dậy bàn tay cô đột nhiên đau buốt Ly tâm liền quay đầu lại, Phaeusi đang dẫm mạnh gót giày của bà ta lên tay cô. Ly tâm xa sầm mặt, nắm chặt gót giày của Phaeusi giật mạnh. Chỉ nghe một tiếng, bịch, Phaeusi bị Ly tâm kéo chân ngã bổ nhào xuống đất. Che Wen đứng bên cạnh nhìn thấy cử động của Phaeusi định ra tay can thiệp. Nào ngờ Phaeusi hành động nhanh, Ly tâm còn phản ứng nhanh hơn. Chewen chưa kịp bước tới, Fayushi đã bị ly tâm giật gót chân ngã sóng xoài. Chewen bật cười ha hả. Vệ sĩ của Fayushi xông tới chỗ ly tâm, nụ cười trên môi Chewen tắt ngấm. Anh ta lập tức di chuyển đến bên ly tâm và ra tay nhanh như tia chớp tên vệ sĩ bị treo wen kẹp chặt cổ họng và bị ném sang một bên ly tâm phủi mông đứng dậy phây lúc này vẫn còn nằm trên mặt đất chưa kịp hoàn hồn ly tâm không thèm để ý đến phây ngoảnh mặt cau có với treo wen anh làm ăn kiểu gì thế lẽ nào không nhìn thấy bà già này ức hiếp người hay sao vừa nói cô vừa đi qua người phây yusi cố ý dẫm chân lên tay bà ta khiến bà ta kêu gào thảm thiết treo wen tươi cười vui vẻ xin lỗi tôi cũng không biết chó điên đột nhiên nổi cơn anh ta vừa nói vừa đưa mắt về phía đám vệ sĩ của phây yusi mặc dù chủ nhân bị mất mặt trước mọi người nhưng đám vệ sĩ tỏ ra e dè treo wen nếu đã là chó điên thì sau này nên chú ý một chút đừng cắn người bừa bãi trên đường tôi mà thấy sẽ báo cảnh sát đưa đến trung tâm tiêu hủy xúc sinh có hại đó. Thật là tự nhiên làm mất hết hứng dạo phố của tôi. Đi thôi, Ly Tâm tỏ vẻ không vui, nói một tràng giang đại hải với Chewen rồi đi mất, Chewen cười tươi đáp lời cô, đây là ý kiến hay. Nói xong anh ta quay sang nở nụ cười tao nhã với Faye UC, hy vọng bà hãy biết giữ thể diện, đừng để người ta đưa đến trung tâm tiêu hủy xúc sinh có hại, đừng làm mất mặt tôi đấy, vừa nói treo quen vừa cúi người chào Faye UC một cách lịch sự. Anh ta đảo mắt về chiếc xe hơi sang trọng màu đen rồi quay người đi theo ly tâm người của Chewen wen ở cách đó không xa vẫn giữ nguyên khoảng cách đi sau bảo vệ anh ta fayushi -si, đi thôi người đàn ông đẹp trai ngồi trong chiếc xe đen sang trọng cất giọng nói quyến rũ với fayushi -si. bên ngoài xe fayushi -si vẫn chưa hết tức giận gương mặt bà ta tỏa ra sát khí nồng nặc fayushi -si và Che wen đối đầu bao nhiêu năm nay nhưng mỗi khi gặp nhau họ đều giữ sự khách khí Hai người dù sao cũng là mẹ con, mặc dù trong lòng căm ghét nhau nhưng không để lộ cho người ngoài thấy. Không ngờ hôm nay Cheo Wen thể hiện sự bất kính với bà ta giữa trốn đông người, khiến bà ta trở tay không kịp, Phaeyusi thở một hơi dài nặng nhọc, dõi theo Cheo Wen và ly tâm đang dần khuất bóng bằng ánh mắt ác độc. Cheo Wen mỗi khi ra ngoài đều đem nhiều thuộc hạ đi cùng đám thuộc hạ không lộ diện mà giấu thân ở nơi nào đó không ai biết. Đây cũng là nguyên nhân khiến Fai UC không dám manh động, Fai UC mở miệng nói hàn học, cho anh hống hách ngày hôm nay. Sau này đừng trách tôi không nể tình mẹ con, Fayushi. Người đàn ông trong xe cất giọng lãnh đạm pha. Chút hết kiên nhẫn. Yu si liền hít một hơi dài chỉnh đốn quần áo lấy lại bộ dạng cao quý như lúc đầu từ tốn bước lên xe treo wen đi nhanh theo ly tâm gương mặt anh ta không giấu vẻ hớn hở như trẻ con ly tâm nhìn thấy bất giác nhíu mày anh vui lắm sao treo wen cười tươi đúng vậy hiếm khi gặp dịp có hành động ấu trĩ như vừa rồi nhưng lại giúp tôi xả hết bực bội muốn không vui cũng khó ly tâm lườm treo wen chuyện còn con đáng để anh vui đến vậy treo wen lắc đầu cười lớn bao nhiêu năm ngầm đọ sức với nhau cả anh ta và fey yu chỉ tìm cách sử dụng thế lực và thủ đoạn không ai nghĩ đến mấy trò trẻ con khiến đối phương bẽ mặt ở nơi công cộng như ngày hôm nay bởi vì làm vậy sẽ khiến bản thân mất giá Ly Tâm vừa xuất hiện đã khiến Faye UC mất mặt trên đường phố, cảm giác này cũng không tồi, Ly Tâm liếc thấy chiếc xe chở Faye UC đi xa, cô liền mở bàn tay, trên đó có một con chip nhỏ. Ly Tâm nhăn mặt hỏi Che Wen, đây là cái gì? Che Wen quay sang nhìn con chip, cô lấy đâu ra vậy? Con chip trên tay ly tâm rất nhỏ, chỉ bằng một móng tay ngón út, không hề gây sự chú ý, nhưng đối với người quen thuộc mấy đồ công nghệ tiên tiến như treo thứ càng nhỏ mới càng là tinh hoa, trên đế giày của Fayyusi. Lúc Fayyusi dẫm gót giày lên tay ly tâm, bàn tay vô cùng nhạy cảm của cô lập tức phát hiện gót giày của bà ta có vấn đề. Nhân lúc nắm gót giày kéo ngã Faye UC, con chip đã lọt vào tay Ly Tâm, đôi mắt treo Wen đột nhiên sáng rực, anh ta ôm trầm lấy Ly Tâm, làm tốt lắm. Nói rồi anh ta kéo Ly Tâm chạy thật nhanh, đồng thời giơ tay lên cao ra hiệu, Ly Tâm không hiểu treo Wen tại sao tự nhiên kéo cô chạy như điên. Cô hét lên với anh ta, làm gì vậy, giữ phong độ một chút có được không? vừa nói xong ly tâm bị treo wen đẩy lên một chiếc xe ô tô đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh chiếc ô tô phóng nhanh về tòa lâu đài ly tâm tuy không dành về mấy thiết bị hiện đại nhất trên thế giới nhưng nhìn bộ dạng mừng rỡ của treo wen như anh ta vừa phát hiện ra lục địa mới ly tâm biết thứ cô lấy được chắc chắn rất quan trọng quan trọng đến mức treo wen vốn không dám động đến người cô bỗng dưng trở nên nhiệt tình hẳn ngồi trên xe ly tâm mặt nặng mày nhẹ không thèm nhìn treo wen cô còn muốn đi dạo phố tiếp kế hoạch ngày hôm nay vẫn chưa hoàn thành tại trung tâm điều khiển mạng của mafia treo wen kéo thẳng ly tâm vào trong rồi đưa con chip cho thuộc hạ phân giải một loạt con số chạy trên màn hình vi tính nhanh đến mức khiến người xem hoa mắt ly tâm chăm chú theo dõi người đàn ông trẻ có gương mặt lạnh lùng ngồi trước máy vi tính anh chàng này kỹ thuật không tồi ít ra giỏi hơn lập hộ hàng đến đâu rồi một giọng nói đột nhiên vang lên từ loa máy vi tính treo wen nhếch mép cười lạnh lùng khoanh tay ngồi xuống bên cạnh lắng nghe đang ở trên đường rồi chắc ngày kia sẽ tới giọng nói phụ nữ vang lên Ly Tâm ngồi xuống chiếc ghế ở đằng sau, nhận ra đây là giọng của Fei Si thấy vẻ mặt ngờ vực của Ly Tâm, Cheo Wen giải thích, đây là thiết bị ghi âm mới nhất của năm nay. Thiết bị này chỉ sản xuất một lô nên không có nhiều người sử dụng. Đây là sản phẩm có hiệu quả ghi âm tốt nhất, tiện lợi nhất, độ bảo mật cao nhất. Chỉ có khách hàng mới biết mật mã thu âm. Rất may nhà sản xuất ra thiết bị ghi âm này chính là chúng tôi ly tâm nghe xong chỉ nhìn cau mày nhìn treo wen mà không lên tiếng vòng vèo một hồi hóa ra đây là máy ghi âm bà già feyusi đó không biết thu lại cuộc trò chuyện với đối phương nhằm mục đích gì chẳng phải tự nhiên có lợi cho treo wen ư chả trách treo wen lại vui mừng đến như vậy tề ra đến italy rồi nhất định phải hết sức cẩn thận chúng ta không thể coi thường tề mặc tôi hiểu Tề mặc biết là do tôi làm đi chăng nữa, hắn không tìm thấy chứng cứ cũng chẳng làm gì được tôi. Mặc dù tề ra là lão đại nhưng si tôi cũng không phải nhân vật tầm thường. Vô duyên vô cớ động đến tôi, tề ra chưa có sức mạnh lớn đến mức đó. si cất giọng vừa kiêu ngạo vừa tỏ vẻ hống hách, ưm, không có chứng cứ đúng là không thể làm gì bà, nhưng không có nghĩa tề mặc sẽ để yên. Bà hãy cẩn thận đấy. Thế này đi, bà hãy nhanh chóng bàn giao lô hàng cho bên mua. Mất lô hàng đó, xem bọn chúng sẽ ăn nói thế nào với phía Trung Đông. Vẫn là giọng nói lãnh đạm của người đàn ông, phía Australia đã cử người đến nhận hàng rồi, tuyệt đối không xảy ra sơ suất. Nếu tề ra và thằng con trai ngoan ngoãn của tôi dám truy đuổi, sẽ có một món quà bất ngờ dành cho chúng, Australia bà ta bán lô hàng sang australia sao 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 thật tại sao là australia chứ gương mặt treo wen lập tức biến sắc như khó tin vào sự thật vừa nghe thấy ly tâm liếc treo wen bằng ánh mắt kỳ lạ nhưng không lên tiếng thắc mắc tại sao không thể là australia thế giới này chỉ cần nơi nào có con người tồn tại nơi đó có thể xảy ra chiến tranh vũ khí đều có đất dụng võ Australia đâu phải là thiên đường, đâu đến mức Chewen phải kinh ngạc như vậy, Chewen tỏ ra kinh ngạc cũng chỉ trong một vài giây. Sau đó anh ta lấy lại vẻ mặt vô cảm, nhanh chóng nối máy với Tề Mặc Tề, mục tiêu thay đổi rồi, hàng đang được chuyển đến Australia. Chắc là ngày kia sẽ rơi vào tay người mua, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Ban đầu, Che Wen tưởng Fei bán lô hàng cho một người mua khác ở Trung Đông nên anh ta không bận tâm đến vấn đề thời gian, càng không lo cho Tề Mặc. Tề Mặc là nhà cung cấp vũ khí được hoan nghênh nhất ở Trung Đông, lại có thế lực lớn ở đây. Chỉ cần hắn ngầm ra mặt, sẽ nắm được tình hình mua bán và loại hàng hóa của cả khu vực nhưng không ngờ lô hàng lại được chuyển đi australia chưa cần tính đến chuyện tìm ra người mua chỉ riêng thời gian cũng là vấn đề rất khó giải quyết nhất là khi tề mặc vẫn còn ở trung đông một loạt mệnh lệnh được chuyển đi ly tâm thấy vụ này không liên quan đến cô liền chuồn ra ngoài cô không có hứng thú với vũ khí càng không có hứng thú đi tìm vũ khí dù sao cũng chẳng cần lo lắng cho đám tề mặc cô chuẩn bị đi ăn cơm thì hơn bữa sáng không ăn giờ ly tâm cảm thấy rất đói bụng cô và tôi cùng đi gặp tề vẫn còn chưa ra khỏi cửa bàn tay của treo wen đột nhiên đặt lên vai ly tâm ghìm cô đứng lại ly tâm quay đầu tại sao tại sao tôi phải đi không đi tề mặc có bắt tôi đi đâu biết nơi đó chẳng có gì hay ho đợi cô, ly tâm lập tức từ chối. khó khăn lắm mới có dịp tề mặc không quản thúc cô tội gì cô phải tự tìm ngược đãi thấy ly tâm tỏ ra cương quyết treo quen gật gật đầu cô không đi. tốt lắm, yu si chắc không bao lâu nữa sẽ phát hiện bị mất con chip. tôi không thể đoán ra bà ta sẽ có hành động gì tiếp theo. tôi sẽ điều tất cả những người tài giỏi của tổ chức đi giúp tề cô muốn tiếp tục ở lại đây thì ở nhưng tôi không thể bảo đảm vấn đề an toàn cho cô đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở người đâu mau chuẩn bị máy bay vừa nói anh vừa xài bước rộng ra ngoài ly tâm nghiến răng nhìn treo wen cô lập tức đi nhanh theo anh ta treo wen điều hết người sang australia để cô một mình ở lại đây chẳng phải muốn cô chết sớm hay sao không cần nghĩ ngợi nhiều ở bên cạnh tề mặc an toàn gấp nhiều lần so với một mình ở nơi này tên chewen này cũng đáng ghét y như tề mặc một lúc sau ly tâm trầm mặc ngồi trên chiếc máy bay quân dụng loại hình lớn tốc độ nhanh nhất trên thế giới không nhầm đấy chứ giữa ban ngày ban mặt mà chewen dám điều động cả máy bay quân dụng loại hình lớn Tên Chewen ác chiến thật, có thể sử dụng loại máy bay của chính phủ và quân đội. Thế giới này loạn thật rồi, trước đây, Ly Tâm tưởng cuộc đời cô rất phong phú và kích thích. Nhưng kể từ khi gặp tề mặc, Ly Tâm cảm thấy cô như ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy bầu trời chật chật hẹp. Bây giờ cô mới biết thế nào là kịch tính thật sự, Ly Tâm đưa mắt về phía khoang máy bay rộng lớn trong đó xếp từng hòm từng hòm vũ khí mới, loại chỉ nhìn thấy trên truyền hình hoặc thậm chí chưa thấy bao giờ. Ký hiệu trên một số chiếc hòm chỉ ra, đó là vũ khí tiên tiến nhất, trong đó có cả tên lửa. Ly tâm chăm chú nhìn đống vũ khí. Tề mặc nói không sai, nhà buôn vũ khí đúng là lão đại của giới hắc đạo. Tên lửa bắn ra từ chiếc máy bay này có thể hủy diệt bất cứ thành trì nào bên dưới, quả thật không nên đắc tội với loại người như tề mặc và treo quen, chiếc máy bay chở ly tâm không hổ danh là máy bay nhanh nhất. Chỉ sau nửa ngày nó đã vượt qua hai lục địa Âu Á, bay đến vùng trời châu Đại Dương, chiếc máy bay không phải đỗ xuống sân bay mà một sân cỏ được tỉa cắt rất khéo giống như sân gôn. Trong bóng đêm có hai hàng đèn xe chiếu sáng tạo thành đường băng trắng trên sân. Máy bay của che Wen từ từ đỗ xuống đường băng do đèn xe tạo ra ở trung tâm sân bóng, ly tâm theo Chewen bước xuống máy bay. Cô lập tức nhìn thấy tể. Mặc diện bộ đồ complete màu đen đứng cách đó không xa. Cả người hắn và bóng đêm hợp thành một thể mặc dù vậy từ hắn vẫn toát ra khí chất đặc biệt khiến bất cứ sinh vật nào cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn thấy tề mặc nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng ly tâm không thể tiếp tục giữ sự trầm mặc miệng cô hơi cong lên rồi nở nụ cười rạng rỡ với tề mặc tề lão đại không phải tôi muốn đến đây mà là treo quen bắt tôi đến anh đừng trách tôi không nghe lời anh đấy nhé đẩy treo wen ra phía trước chắn làn gió lạnh là thượng sách của ly tâm lúc này tề mặc liếc treo wen bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo treo wen sờ mũi nhìn ly tâm ly tâm không thèm để ý đến treo wen đi ra sau tề mặc đứng im ai bảo treo wen uy hiếp cô tề mặc không có bất cứ biểu hiện nào hắn quay người vào trong xe ly tâm nhíu mày rồi đi theo hắn Chewen kể từ lúc xuống máy bay giữ nguyên thái độ trầm mặc anh ta liền lên một chiếc xe khác đỗ ở gần đó ở đằng sau bọn họ đám người đứng xếp hàng chờ sẵn xông về chiếc máy bay chuyển vũ khí xuống dưới ly tâm trợn tròn mắt khi thấy một tốp khá đông bắt đầu tháo rỡ chiếc chiếc máy bay chỉ trong khoảng thời gian ngắn chiếc máy bay chỉ còn lại nửa thân dưới ánh đèn nhấp nháy